Để tiếp theo chương trình thì chúng tôi xin trân trọng giới thiệu cư sĩ Thiện Giác ở tỉnh Bắc Giang. Anh Thiện Giác này cũng nguyên là sĩ quan quân đội này, đã từng tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, cũng đã đi tìm rất nhiều đạo pháp nhưng mà cuối cùng mới tìm được chánh pháp. Xin kính mời anh Thiện Giác. Kính thưa ông Bùi Hữu Dược, tiến sĩ Phật học, vụ trưởng vụ Phật giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ. Kính thưa ông Lê Văn Hòa, trưởng Ban Nội chính Trung ương. Kính thưa ông Trang Công Hà, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Tây Ninh. Kính thưa thầy Mật Hạnh, Viện trưởng Tu viện Chân Như. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo địa phương. Kính thưa các sư thầy, sư cô. Thưa toàn thể quý vị. Con là Thiện Giác, nhóm trưởng nhóm Phật tử Nguyên Thủy Bắc Giang. Hôm nay ngày mùng 1 tháng 1 năm 2015, Tu viện Chân Như tổ chức lễ kỷ niệm 2 năm ngày trưởng lão Thích Thông Lạc nhập Niết Bàn. Con rất vinh dự được ban tổ chức cho lên phát biểu cảm tưởng về tu tập pháp môn tâm bất động thanh thản an lạc vô sự của Phật Thích Ca Mâu Ni của cố trưởng lão Thích Thông Lạc. Lời đầu tiên, nhân dịp năm mới, cho con gửi đến ông vụ trưởng cùng toàn thể quý vị lời chúc sức khỏe tốt đẹp nhất. Thưa ông vụ trưởng cùng toàn thể quý vị, Phật dạy rằng được thân người đã khó, gặp được chánh pháp lại càng khó hơn, hay ai được mang thân người mà lại gặp chánh pháp là người diễm phúc nhất hành tinh. Đối chiếu với lời dạy trên đây của Đức Phật, con cảm thấy bản thân mình quả là gian nan vất vả trên con đường tìm thầy học đạo. Con đã bay sang các nước như Singapore, Malaysia, Thái Lan, Myanmar, Miến Điện và các thiền viện nổi tiếng ở miền Nam để tham gia các kỳ bế quan dài ngày nhất từ 10 đến 20 ngày. Ngồi thiền 4 thời, mỗi thời 3 giờ, thiết tưởng chẳng còn nơi nào tinh tấn hơn nữa, nhưng kết quả con chẳng thu được gì, chỉ thấy cuộc đời đã khổ lại càng khổ hơn. Tham sân si không những không giảm mà còn tăng mạnh hơn lúc trước khi chưa tu. Đó là nhân quả của việc tu không đúng chánh pháp của Phật Thích Ca Mâu Ni của cố trưởng lão Thích Thông Lạc. Trong lúc đang ngụp lặn trong biển đời đau khổ do không gặp được chánh pháp của Phật Thích Ca Mâu Ni và người thầy chứng đạo, thì vào một ngày của tháng 8 năm 2013, chị dâu con là chị Hiền Muôn có tặng con quyển sách Linh Hồn Không Có của nhà xuất bản Tôn Giáo, tác giả trưởng lão Thích Thông Lạc. Đọc qua mấy trang con mừng quá, như kẻo nghèo hèn vớ được vàng, người mù được sáng mắt, một mình con reo lên, thầy của tôi đây rồi. Thông qua quyển sách con mới biết điểm khác biệt căn bản giữa đạo nguyên thủy của Phật Thích Ca Mâu Ni và đạo Bà La Môn là ở chỗ một bên là không có linh hồn và một bên là có linh hồn sau khi chết. Không dừng lại ở quyển Linh Hồn Không Có, con tiếp tục say mê đọc hết 4 tập Những Lời Gốc Phật Dạy và 10 tập Đường Về Xứ Phật. Sau khi đọc xong, con mới phát hiện ra một điều quan trọng nhất đạo của đạo Phật mà các tôn giáo khác không có. Đó là mục đích tu hành của đạo Phật là làm chủ sinh, già, bệnh, chết. Là không làm khổ mình, không làm khổ người, là tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Qua 4 lần nhập thất, con mới ngộ ra một điều. Cái cốt từ của đạo Phật là sống độc cư, là tâm không phóng dật. Đúng như lời Phật dạy, ta thành chánh đẳng chánh giác là do tâm không phóng dật. Tất cả các pháp lành đều từ đó mà ra. Khi bước vào thực hành pháp của trưởng lão, con luôn luôn nhớ lời dạy quan trọng nhất của người. Các con phải khéo léo thiện xảo, phải tu tập giới luật đầu tiên và là điều quan trọng nhất, chiếm 99,9% thời gian. Khi giới luật được nghiêm trì rồi thì tự nhiên định và huệ nó sẽ đến. Và Phật cũng dạy rằng, này các tỳ kheo,
các con hãy lấy giới luật và giáo pháp của ta làm thầy và nương vào đó mà tu tập khi ta nhập Niết Bàn, hay giới luật còn thì Phật còn, giới luật mất thì Phật mất. Riêng đặc tướng của con có thể do nhân quả nhiều đời nhiều kiếp huân tập quá nặng, con thích tu tập theo nội quy của tu viện chân như ba hạnh ăn ngủ độc cư, ba đức nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng. Để làm chủ bệnh, trong bốn thứ làm chủ sinh, già, bệnh, chết mà Phật dạy thì con thích tu tập để làm chủ bệnh hơn, vì nó có lợi ích thiết thực nhất, giải thoát khỏi bệnh tật khổ đau và không tốn kém tiền mua thuốc. Công việc đầu tiên và công việc quan trọng nhất mà con tu tập là tập ngày ăn một bữa, không ăn uống phi thời, đêm dậy từ 3 giờ sáng để đi kinh hành, tập sống độc cư một mình trên các ma. Lúc đầu gặp muôn vàn khó khăn tưởng chừng như không vượt qua nổi, nhưng với quyết tâm sắt đá, con đã tập được thói quen ngày ăn một bữa. Con rất thấm thía lời dạy sau đây của Phật: chiến thắng một vạn binh không bằng chiến thắng bản thân mình, chiến thắng bản thân mình mới là chiến công vĩ đại nhất. Sau hơn một năm kiên trì tu tập giới luật, ăn ngủ độc cư, nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng, kết quả là nhân quả nghiệp báo của con đã dần dần được chuyển đổi. Đúng như lời Phật dạy, pháp ta không có thời gian đến để mà thấy. Trước khi gặp pháp của trưởng lão, con nặng 70 kg, bụng to béo phệ, đi đứng khó khăn. Đặc biệt con còn mắc các chứng bệnh mãn tính như cao huyết áp, tim mạch, tiểu đường, bệnh gút, vân vân. Tháng nào cũng phải đi bệnh viện và tốn kém tiền mua thuốc. Con đã một lần bị tai biến mạch máu não, liệt nửa người bên phải, phải thuê bác sĩ về nhà phục hồi chức năng bằng các biện pháp cơ học. Sau hơn một năm tu tập theo chánh pháp của Phật Thích Ca Mâu Ni, của cố trưởng lão Thích Thông Lạc, đến hôm nay bệnh mãn tính của con đã khỏi hẳn. Trước đây con nặng 70 kg, bây giờ xuống còn 57 kg, giảm 13 kg trong vòng 16 tháng. Về bệnh cao huyết áp, trước đây con bị bệnh cao huyết áp lúc nào cũng cao ngất ngường, 180/110. Bác sĩ bảo đây là bệnh cao huyết áp ác tính, có thể chết bất kể lúc nào. Sau hơn một năm tu tập theo pháp môn của trưởng lão, huyết áp của con bây giờ đã trở lại bình thường, lúc nào cũng 120/80. Con đã bỏ không dùng sổ thuốc cao huyết áp nữa. Về bệnh cao huyết áp thì trạng thái tâm lý là quan trọng nhất. Dù ăn uống tốt mấy, thuốc thang tốt mấy, thể dục dưỡng sinh tốt mấy mà trạng thái tâm lý không tốt cũng vất. Về bệnh tiểu đường và bệnh gút, sau hơn một năm tu tập theo pháp môn như lý tác ý của trưởng lão, đến hôm nay bệnh tiểu đường và bệnh gút của con đã khỏi hẳn. Đường huyết lúc đói của con trước đây là từ 10, bây giờ giảm xuống còn 5. Đường huyết bình thường theo quy định từ 3,9 đến 6,4, axit uric từ 600 xuống còn 350, mức bình thường của nam từ 180 đến 420. Nguyên nhân dẫn đến hai thứ bệnh trên là do ta không tiết dục trong ăn uống và phạm giới ăn uống phi thời. Bằng trí tuệ tam minh, Phật đã xác định người tu sĩ ngày ăn một bữa là tốt nhất. Ăn uống điều độ là ly dục ly ác pháp đệ nhất, để tâm hồn ta lúc nào cũng thanh thản, an lạc, vô sự. Còn người cư sĩ chúng ta hãy tiết độ trong ăn uống, ăn 80% sức chứa của dạ dày, để lại 20% khoảng trống, gọi là vượng khí, là dương khí, thì tất cả những điều tốt đẹp đều từ đó mà ra. Lúc nào cũng giữ được tỉnh giác để thấu hiểu luật nhân quả vô thường. Khi đã thấu hiểu luật nhân quả vô thường thì tâm hồn ta lúc nào cũng thanh thản, an lạc, vô sự. Cách đây hơn 40 năm, con rất vinh dự được là người chiến sĩ tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử giải phóng hoàn toàn miền Nam. Con là thương binh hạng 4/4, trên mình còn mang đầy thương tích của cuộc chiến tranh ái quốc vĩ đại. Ngày nay, con lại vinh dự được đứng trong hàng ngũ của những người Phật tử nguyên thủy chiến đấu với bản thân mình, mà chiến đấu với bản thân mình mới là chiến công vĩ đại nhất. Cuối cùng, con xin chúc ông vụ trưởng, thầy viện trưởng tu viện chân như, quý thầy, quý cô,
cùng toàn quý Phật tử sang năm mới có một sức khỏe dồi dào, một tâm hồn thanh thản, an lạc, vô sự. Cư sĩ Thiện Giác phát biểu hay quá. Nếu có thời gian thì tôi muốn là cư sĩ chia sẻ nhiều những cái kinh nghiệm rất là tốt. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng và kính mời cư sĩ Minh Đạo của Đoàn Phật tử Hà Nội lên chia sẻ đối với chúng ta. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các quý thầy, quý cô cùng toàn thể các đạo hữu thân thương. Hôm nay trong không khí trang nghiêm, thanh tịnh và thành kính của buổi lễ tưởng niệm 2 năm ngày trưởng lão Thích Thông Lạc nhập Niết Bàn, mùng 2 tháng 1 năm 2013, mùng 2 tháng 1 năm 2015, được tổ chức tại Tu Viện Xuân Như. Chúng ta được vinh dự đón tiếp ông Vụ trưởng Vụ Phật giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ, vinh dự đón tiếp đại diện của Nhà xuất bản Tôn giáo, cùng nhiều quý vị đại biểu, đại diện các cấp chính quyền đến tham dự. Sự có mặt của các quý vị là sự đánh giá và ghi nhận công lao to lớn của Đức Trưởng Lão đã đóng góp và làm phong phú thêm đời sống văn hóa của xã hội thông qua con đường Hoằng Dương Chánh Pháp của Đạo Phật mà Trưởng Lão đã thể hiện trong những năm còn hải thế. Sự cống hiến của Trưởng Lão là đã thổi một làn gió mới mẻ vào Phật Pháp, dựng lại nền đạo đức nhân bản nhân quả của Đạo Phật, rất phù hợp với đạo lý truyền thống giàu lòng nhân ái của người Việt Nam chúng ta, làm giàu thêm bản sắc văn hóa của dân tộc trong giai đoạn hiện tại cũng như trong tương lai. Thưa các đạo hữu, sự có mặt hôm nay cũng là dịp để những đứa con của Trưởng Lão ở khắp mọi miền đất nước hội tụ về đây, tỏ lòng kính ngưỡng và biết ơn vô hạn đối với Đức Trưởng Lão đã ra sức chỉ dạy cho các học trò của mình, cũng là dịp để chúng ta sách tấn nhau trên con đường tu tập theo chánh pháp, noi theo gương hạnh của Đức Trưởng Lão để hộ trì và bảo vệ chánh pháp. Mỗi người con Phật đều có bổn phận trách nhiệm bảo vệ chánh pháp. Cái gì chân chính của Phật thì phải bảo vệ, cái gì không phải của Phật giáo thì loại bỏ. Thưa các quý vị đại biểu cùng các quý bạn, theo chỗ chúng con hiểu, Đức Phật xuất hiện ở đời là để dìu dắt chúng sinh ra khỏi biển khổ sông mê. Ai tu đúng giáo pháp của Như Lai đều đạt kết quả giải thoát rõ ràng. Những người tu theo đạo Phật biết lấy lẽ sống thiện làm lý tưởng, biết lấy lối sống thiện làm thực hành thì ít khi bị lệch lạc đường tu. May mắn thay, cuối thế kỷ thứ 20 ở Việt Nam có Đức Trưởng Lão Thích Thông Lạc là người như vậy. Ngài là người tu hành đắc đạo, đạt trí tuệ tam minh, bằng kinh nghiệm thực chứng cùng trí tuệ siêu việt, người dựng lại chánh pháp của Đức Thế Tôn từ lâu bị người đời làm méo mó, sai lệch, bị dìm mất bởi các tư tưởng và các pháp tu không phải của đạo Phật xen lẫn ở trong đó. Dù đạt đạo, người rất mực khiêm tốn khi phải nói về bản thân. Những ai được sống ở gần bên chỉ thấy ở người toát ra một lòng từ ái bao dung, trời lão, trân trọng và thực sự nâng đỡ những ai muốn học điều hay lẽ phải của đạo. Người kính trọng và biết ơn sâu sắc với những bậc thầy trước đây đã dìu dắt người vào đạo, mặc dù con đường chứng đạo không phải là con đường các bậc thầy trước đây đã dìu dắt người đi. Trưởng lão chỉ rõ cho chúng con thấy con đường giác ngộ và giải thoát là của mọi người, không phân biệt tu sĩ hay cư sĩ, ai sống đúng giới, định tuệ và bắt chánh đạo đều có kết quả giải thoát rõ rệt. Bởi con đường đạo Phật là con đường rèn luyện, trở thành người sống có đạo đức, không làm khổ mình, không làm khổ người, không làm khổ các chúng sinh. Dù người đó là tại gia hay xuất gia, người xuất gia mà không dẹp trừ được tâm tham sân si ở trong tâm, đâu có bằng người đã ly dục ly ác pháp. Dù là ai, già hay trẻ, cũng đáng để mọi người học hỏi.
đúng như lời Phật đã dạy. Ta gọi là trưởng lão, chưa hẳn đã xuất gia, đã xác định rõ con đường đạo Phật không thuộc của riêng ai, là con đường tu tập đạo đức của tất cả mọi người. Ai hoàn thiện được đạo đức, nhân cách, đó là người chứng đạo. Từ khi đạt đạo, trưởng lão không ngừng tạo duyên giáo hóa chúng sinh. Đến nay có hàng vạn Phật tử ở trong và ngoài nước, nương lời dạy của trưởng lão, hàng ngày rèn luyện, tu dưỡng đạo đức. Bản thân chúng con trước đây cũng nỡ dở đường tu, loay hoay với các pháp môn từ tịnh độ, mật tông, thiền tông, cuộc đời vẫn không thoát khỏi những khổ đau phiền não. Nhưng nhờ thiện duyên gặp được chân sư, cuộc đời của chúng con thực sự đổi thay, được tắm mình trong dòng suối trí tuệ ấm áp của trưởng lão, chúng con khôn lớn trưởng thành. Như một phép màu biến đổi chúng con một cách mạnh mẽ, nguồn trí tuệ đó giúp chúng con trở thành những người khác, biết sống có ích cho mình, cho người, trong nền đạo đức nhân bản, nhân quả. Để tỏ lòng tưởng nhớ ân sư, chúng con xin nguyện: một, nỗ lực tu tập để sống được với nền đạo đức nhân bản nhân quả của đạo Phật, không làm khổ mình, không làm khổ người, mang lại trật tự an vui cho xã hội. Thứ hai, sống được với đức hiếu sinh, biết yêu thương tha thứ, biết cảm thông sẻ chia giúp đỡ đồng loại và yêu thương mọi loài. Ba, quyết tâm tiếp bước con đường mà trưởng lão dựng lại, làm cho chánh pháp của Đức Phật sống mãi trên thế gian này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đệ tử chúng con chân thành kính bái, xin trân trọng cảm ơn. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu một cư sĩ cũng rất đặc biệt. Đó là cư sĩ Toản, cũng nguyên là sĩ quan cảnh sát điều tra của công an tỉnh Tiền Giang. Xin kính mời cư sĩ Toản lên phát biểu ý kiến. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa thầy viện chủ tu viện Chân Như, thưa quý vị quan khách và thưa toàn thể hội chúng, hôm nay lại một lần nữa chúng ta tề tụ về đây để tưởng nhớ ngài trưởng lão Thích Tông Lạc, vị thầy vô cùng kính yêu của chúng ta nhập diệt. Cách đây đúng tròn một năm, tôi đã từng trình thưa cùng quý vị, tôi chưa phải là Phật tử, nhưng niềm tin về Phật giáo trong tôi rất mãnh liệt. Từ ngày ấy đến nay, tôi gia công trao dồi thân tâm mình theo những lời dạy của thầy Thông Lạc và đã đạt nhiều kết quả. Trước tiên là đã đẩy ra khỏi thân tôi 15kg trọng lượng trong vòng một năm. 15kg trọng lượng đó là 15kg tội lỗi, đau khổ và bệnh tật. Qua đó đã dần dần đẩy lùi được bệnh trên thân tôi, mà cụ thể nhất là bệnh gút và bệnh huyết áp. Huyết áp tôi có lúc nó lên tới 20, xin thưa cùng quý vị. Và đã làm cho tâm của tôi được an lạc hơn, làm cho niềm tin về Phật giáo đối với tôi được nhân lên gấp bội và đã trở thành tuyệt đối. Bởi vì đạo Phật là một nền đạo đức đầy nhân văn, góp phần tích cực bậc nhất điều chỉnh hành vi để con người thật sự là một con người trong đời sống cộng đồng, và đang sách tấn nhân loại cùng làm theo. Nhưng với quy luật khắc nghiệt của tự nhiên về con đường sinh tử mà không ai có thể cưỡng lại được, cho nên Phật và Thầy cũng đã trút bỏ báo thân về với cõi vĩnh hằng, để lại sự tiếc thương vô hạn cho hậu thế. Đồng cảm với nỗi niềm ấy, con xin gửi đến Thầy đôi dòng tri ân và thương nhớ. Thầy ơi, dẫu đã biết người đời có sinh phải tử, nhưng Thầy ra đi sao nuối tiếc quá Thầy ơi. Khi mà chúng con còn cuồng quay trong sinh tử luân hồi, dù chánh pháp Thầy đã dày công dựng lại. Dẫu đã biết Thầy với từ trường bất động, luôn ở quanh đây và che chở chúng sinh, nhưng chúng con mãi xe thắt tim mình, đành vĩnh biệt một thánh nhân vĩ đại. Bởi vì Thầy cũng như bao đạo tràng còn lại, chỉ ít đôi lần bị mù mịt giữa đêm đen. Thầy đã tách tớp
khi nhận ra đường chánh pháp, rồi băng băng về đích chỉ một mình, trong nghi ngờ của thế giới xung quanh. Họ thách thức thầy với bao thần thông phép thuật, thầy chỉ mỉm cười, tôi có biết gì đâu. Nhưng trong tôi không một mối ưu sầu, chẳng dính mắc chuyện thường tình đầy dục lạc. Cái tôi biết là tu hành không sao lãng, để giúp người thoát khỏi ải trầm luân. Dẫu đã biết thầy trở thành bất tử, nhưng con vẫn ngậm ngùi vì thầy đã vắng bóng kể từ đây. Thưa quý vị, nỗi nhớ niềm thương nào rồi cũng phải vơi đi. Phía trước chúng ta là một con đường đời dài vô tận, gian nan, khổ đau và rất khó khuất phục. Nhưng Đức Trưởng Lão đã từng dạy và luôn khẳng định, nếu chúng ta có niềm tin, có nghị lực, có quyết tâm, bền chí thì cuối cùng cũng sẽ thành công. Thật đúng, đời bể khổ trầm luân vạn nẻo, kiếp vô thường lẻo đẻo ngược xuôi, thế gian lắm chuyện buồn vui, cũng từ dục lạc nhỏ nhoi thường tình. Bởi thọ khổ lần ra cứu cánh, bám thiện căn xa lánh điều hung, phàm trần muốn sự bao dung, hết duyên tạo nghiệp tận cùng vạn sanh. Muốn thoát khổ tâm lìa phóng dật, thân giữ gìn giới luật quay nghi, đêm ngày ác pháp viễn ly, tâm hồn trắng bạch buông đi sự đời. Thưa quý vị, buông xuống đi, một cụm từ nghe rất đơn giản, nhưng lại là một bài pháp vi diệu của thầy thông lạc về con đường giải thoát mà tôi tâm niệm nhất và lấy nó làm cứu cánh cho mình. Buông xuống đi, mau buông xuống đi, lời thầy đã dạy tiếc mà chi, pháp trần giả tạm duyên tan hợp, buông bỏ xong rồi vạn khổ ly. Thật vậy quý vị, trong cuộc sống đời thường của chúng ta, buông xuống được điều gì dù lớn hay nhỏ, ta cũng đều thấy thanh thản an lạc ngay ở đó. Chính nó là giải thoát. Sự giải thoát tiệm tiến lan tỏa từng phần đi đến toàn phần và vĩnh viễn. Tuy nhiên, trên con đường học Phật và tu Phật của người cư sĩ Phật tử, nói thì dễ nhưng hành thì vô cùng khó khăn. Một là ta có thắng được ngay chính bản thân của mình hay không, từ cái ăn, cái ngủ, nếp sinh hoạt, những ham muốn và thói quen riêng. Hai là sự tác động từ thế giới khách quan của cộng đồng, bao gồm cả trong gia đình và ngoài xã hội. Bởi vì pháp tu hành theo Trưởng Lão Thích Thông Lạc tuy là của Phật Thích Ca chỉ dạy, nhưng từ lâu đã bị xem nhẹ và quên lãng. Do đó nó rất lạ lẫm so với xu thế thời hiện tại, nên người nào không kiên gan, bền bỉ, dễ bị ức chế và thối chí. Tuy nhiên, cái đích cuối cùng trên con đường học Phật, tu Phật là thực tế, không mơ hồ, trừu tượng, không xa vời và ảo vọng. Thật là hạnh phúc thay khi trần gian có Phật. Ngài hướng nẻo ta đi và chỉ chỗ ta về, để tâm hồn ta vượt thoát ngục u mê, bằng tự nguyện với tự hành cho tự lực. Phật chính là giác từ trong ta bừng sáng, viễn ly tham và đoạn tận mọi sân si, để tâm bất động đạt thành chân giải thoát. Thưa toàn thể quý vị, điều thỉnh cầu cuối cùng của tôi là tất cả Phật tử nguyên thủy chúng ta hãy luôn luôn hoan hỷ, đoàn kết một lòng, sách tấn nhau trên con đường tu tập, để tu viện chân như mãi mãi là chiếc nôi thực hiện thành công ước nguyện của Trưởng Lão Thích Thông Lạc trên con đường dựng lại chánh pháp của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ở Việt Nam và trên cả hành tinh này. Cuối cùng, kính chúc quý vị thường an lạc. Xin hẹn gặp lại ngày 1 tháng 1, 2016. Xin cảm ơn. Tiếp theo chương trình, tôi xin giới thiệu và kính mời một cư sĩ nữa, tức là cư sĩ Ngọc Tâm, người ở Kinh Bắc, để lên có lời chia sẻ đối với chúng ta. Xin kính mời cư sĩ Ngọc Tâm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đức Trưởng Lão Thích Thông Lạc. Nam mô Thầy Viện Trưởng. Kính thưa các vị đại biểu từ Trung ương đến địa phương, kính thưa các sư tăng, sư ly, kính thưa thầy viện chủ, kính thưa hội chúng. Hôm
hôm nay là lần thứ hai, năm thứ hai, chúng con hàng Phật tử khắp mọi miền đất nước lại hội tụ về đây nơi đất thánh tu viện Chân Như để kỷ niệm lần thứ hai ngày nhập diệt Thầy đã ra đi. Hôm nay con về đây để tôn vinh, để tri ân lên Đức Thầy, nhưng trong lòng con cũng đầy bối rối, băn khoăn và trăn trở. Bối rối vì thời gian dài mà vẫn chưa tu tới đâu. Trăn trở về tuổi tác đã cao mà con đường giải thoát thì còn mịt mờ, xa nắc, xa lơ. Nhưng thưa Thầy, con vẫn mạnh dạn tri ân lên Thầy hai ý. Một, con đường đạo pháp nguyên thủy, nguyên chất của Thầy để lại thời gian qua đã được khai thác, phát triển như thế nào? Kính thưa Thầy, khi còn tại thế cũng như lúc ra đi, Thầy luôn ước nguyện làm sao cho nền đạo đức nhân bản nhân quả không làm khổ mình, khổ người, khổ chúng sinh, để cho loài người bớt đi nỗi khổ đau, cơ cực. Và có biết bao nhiêu người con của Thầy đang ngày đêm âm thầm, lặng lẽ, siêng năng, hành trì theo gương thánh hạnh của Thầy để có một nội lực phi thường, chiến thắng, giặc, sinh tử. Đây chính là nền tảng, là thành trì bảo vệ chánh pháp. Chánh pháp vẫn hiên ngang, sừng sững và tồn tại phát triển. Thưa Thầy tôn kính, đến hôm nay mới 2 năm thôi, mới có 2 năm thôi mà ước nguyện của Thầy duyên lành chánh pháp đã được lan tỏa khắp 10 phương đất nước. Như vậy là chánh pháp của Phật đã được phổ biến, triển khai sâu rộng tới tầng tầng lớp lớp chúng sinh rồi. Cánh cửa của đại lộ giải thoát chân chính đã được mở tung ra. Còn những tư tưởng tà kiến, kiến chấp, mê tín, dị đoan dần dần sẽ phải khép lại, sẽ phải rụng rời như lá mùa thu. Đây có phải là từ trường thiện, đại từ, đại bi của Phật, của Thầy đã lưu xuất phủ trùm trong không gian và thời gian không, thưa Thầy? Ý thứ hai, hôm nay con về đây muốn tôn vinh, muốn tri ân ngàn vạn lần lên Thầy vô vàn tôn kính. Trong lần thứ hai, ngày Thầy viên mãn ra đi, kính bạch Thầy, Thầy đã dạy, đã truyền trao để lại cho chúng con biết bao nhiêu pháp hành. Thầy đã cụ thể hóa, đã giảng giải một cách sâu sắc và đơn giản dễ hiểu để chúng con biết đường tu tập theo căn cơ đặc tướng của từng người. Riêng với con tâm đắc nhất bài pháp như lý tác ý, dẫn tâm vào đạo. Lời Thầy dạy cứ nương theo pháp dẫn tâm vào đạo. Đạo là chỗ im lặng, bất động, đừng suy nghĩ điều gì khác, đừng dẫn hơi thở, mà cứ để tự nhiên trong sự im lặng của tâm bất động là đúng. Pháp môn như lý tác ý là một pháp môn ngồi chơi. Khi tâm có niệm khởi thì liền tác ý, nếu khởi ác thì đuổi, khởi thiện thì tăng trưởng. Khi bị hôn trầm thì đứng dậy đi kinh hành và thân hành niệm. Còn bao nhiêu thời giờ khác thì ngồi chơi, như người vô sự đừng tu tập một pháp môn nào nữa. Người siêng năng tu tập chuyên cần không bao lâu sẽ đạt được kết quả giải thoát. Thầy dạy như vậy thì con tu thế nào cho đúng đây? Trong lòng con dè dặt từng bước một, lúc đầu thì sống tự nhiên, vẫn làm việc nhẹ ở trong nhà, vẫn quan sát mọi việc xem tâm ý thế nào. Bước hai, con tác ý, tâm phải quay vào quan sát trên thân nghe. Cứ như vậy, ngày này qua ngày khác, giờ này qua giờ khác, rồi phút này qua phút khác. Thế là cái ý nó quen đi, nó cứ ở trên thân thôi. Kể cả lúc đi, đứng, nằm, ngồi, nói nín, nó đều biết hơi thở ra vô một cách rõ ràng. Lúc này con không muốn giao tiếp với ai, chỉ biết cảm nhận cái tâm nó đang bất động, nó đang thanh thản, nó đang an lạc, nên con thấy thân thể con rất khỏe mạnh. Thưa Thầy, nếu không gặp pháp bảo quý giá của Thầy thì cuộc đời con sẽ phải trầm luân khổ ải đến chừng nào, thưa Thầy? Con xin ngàn lần tri ân lên Phật, lên Thầy
bậc đại giác ngộ đã mở ra một đạo lộ giải thoát cho nhân loại bằng bát chánh đạo, bằng pháp tu ngắn gọn nhất, cụ thể nhất mà bản thân con đang được hưởng hương vị dòng nước cam nồ thanh thản của pháp bảo quý giá này. Con thành kính tri ân lên Phật và Đức Trưởng Não Thích Thông Nạc. Nam mô Đức Trưởng Não Thích Thông Nạc, tác đại chứng minh. Xin cảm ơn cư sĩ Ngọc Tâm. Tôi cũng nói sơ qua về sư cư sĩ Ngọc Tâm để các quý đại biểu, các quý tăng ni Phật tử biết là cũng đã từng có một thời là đồng bóng đấy. Làm thầy của khoảng 50-60 đệ tử mà cũng đã từng tức là đi tìm mộ được. Thế mà khi biết được chánh pháp của Đức Phật, của trưởng lão, bỏ quay trở về chánh pháp. Có những người hay như thế. Còn một bài nữa, và có hai chị phát thanh viên phát lại hai bài của một cư sĩ miền Nam và một cư sĩ đang tu ở đây. Hai chị chỉ có 8 phút thôi. Đây là một cô giáo cấp 3 dạy về vật lý, rất giỏi, giáo viên dạy giỏi, và cũng đã từng tham gia cái trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người ở Đông Các, Hà Nội, cũng nhìn thấy mộ. Đấy. Là nhìn thấy tất cả những sự việc như thật, thế mà rồi cũng quay trở về con đường chánh pháp. Tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời cư sĩ Nguyên Giác, đại biểu của Quảng Ninh, lên chia sẻ với chúng ta. Xin kính mời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Trưởng Lão Thích Thông Lạc. Kính thưa ông Bùi Hữu Vược, Vụ trưởng Vụ Phật Giáo Ban Tôn Giáo Chính Phủ. Kính thưa các quý thầy, quý cô, các quý vị, khách quý, cùng tất cả các Phật tử tu theo chánh pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Trước tiên, con xin kính chúc các quý vị một năm mới 2015 thanh thản, an lạc và vô sự. Các quý vị kính mến, thầy của chúng ta đã ra đi, nhưng giáo pháp của Ngài còn để lại. Đó là món quà vô giá với loài người sống trên hành tinh này. Hôm nay kỷ niệm 2 năm ngày thành lập, ngày Thầy nhập Niết Bàn, con xin có đôi lời tri ân với người Thầy vô vàn kính yêu của chúng ta. Đầu tiên thư của con là thư con gửi Thầy kính yêu. Từ khi lọt lòng mẹ đến năm 16 tuổi, hầu như con không ốm đau bệnh tật gì. Con không phải dùng đến một viên thuốc men. Thế mà từ năm 17 tuổi, con phải thọ nhận rất nhiều bệnh tật như thần kinh tọa, cột sống, tê buốt, vai gáy, dạ dày và nhiều thứ bệnh đặc biệt khác. Con tốt nghiệp đại học, nhận công tác vào lúc cả nước bắt đầu xóa bỏ bao cấp. Với đồng lương giáo viên ít ỏi, không đủ đong gạo nuôi sống bản thân mình. Năm 1990, theo lời của một người bạn, con đã vừa dạy học, vừa buôn bán hàng tươi sống cho thương lái đi Trung Quốc. Có ngày thu nhập của con bằng cả tháng lương, năm lương. Và từ áp pháp này chồng lên áp pháp khác. Nên năm 1992 có thời kỳ tay con không nhấc nổi lên để viết bảng được. Sau đó do tính ham kinh doanh, con chuyển sang buôn bán các hàng thiện pháp như quần áo, sách vở, đồ dùng học tập, v.v. Vì có thu nhập nhiều nên con tạo nhiều nghiệp ác trong sinh hoạt hàng ngày, bù khú trong những bữa tiệc tùng. Và con lại phát nhiều bệnh đặc biệt mà vết khâu do phẫu thuật trên người con không dưới 1 mét.
Đầu năm 2009, con có hiện tượng lên đồng nhập cốt. Sau đó như có người nói bên tai và nhìn thấy các hình ảnh mờ ảo chỉ con đi tìm mộ. Năm 2010, con đã tham gia áp vong tại số 1 Đông Tác, Kim Liên, Hà Nội. Con đã áp vong tìm mộ cho nhiều gia đình ở nhiều nơi. Lúc đó con tưởng mình được ăn lộc thánh, nhưng lộc đâu không biết, mà chỉ thấy người con lúc nào cũng nâng nâng như người say. Nhiều lúc con tự hỏi sao cuộc đời con người lại khổ như địa ngục trần gian thế này, có cách nào để thoát khổ không nhỉ? Thế rồi cuối tháng 3 năm 2012, con gặp được chánh pháp. Con biết đến bài pháp Tứ Diệu Đế của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Con được đọc các sách và nghe các bài giảng của Thầy trên mạng Internet. Thầy đã phân tích hiện tượng lên đồng, nhập cốt, áp vong, tìm mộ, đó là do hoạt động của tưởng thức tưởng đã giao cảm với âm thanh và hình ảnh còn lưu động trong không gian qua sách Linh Hồn Không Có. Thầy ơi! Lần đầu con đọc sách Linh Hồn Không Có, con quá phàm phu, không những không tin lời thầy mà còn có thái độ phỉ báng thầy. Nhưng rồi, do thói quen nghề nghiệp của một giáo viên vật lý, và chỉ ngay ngày hôm sau, cho đến hơn một tháng trời, con đã tự tìm ra rất nhiều thí nghiệm kiểm chứng là không có linh hồn thần thánh. Từ đó, con thật đau xót nhận ra rằng thời gian qua con đã mê lầm và đưa bao nhiêu con người vào con đường mê tín dị đoan. Con bắt đầu tu tập để phá tưởng thức tưởng. Việc đầu tiên con tránh xa mê tín dị đoan. Con khắc sâu trong tâm lời thầy dạy. Ý thức tăng lên bao nhiêu thì tưởng thức mất đi bấy nhiêu. Con bám theo pháp như lý tác ý và tác ý mà thầy dạy. Con tu tập ý thức trong ăn uống và tỉnh thức trên mọi hành động. Ngay từ đầu tháng 4 năm 2012, con tự ăn chay 3 bữa trên ngày, con quyết tâm rèn chỉ ăn 1 bữa trên ngày. Trong vòng 3 ngày thì con không hề thấy đói bụng hay đau dạ dày gì hết. Khi ăn 1 bữa trên ngày chưa đầy 1 tháng, con thấy mình hoàn toàn tỉnh táo, không còn hiện tượng nâng nâng nữa. Con phấn khởi vô cùng. Lúc này con lại càng tin sâu thêm vào chánh pháp, vào các bài giảng của thầy. Qua các lời giảng của thầy, con hiểu rằng địa ngục mà chúng ta phải thọ nhận, mà chúng con phải thọ nhận không như chiến tranh, bệnh tật, thiên tai, hoạn nạn, vân vân, không ai khác tạo ra mà do chính chúng con đã tạo ra từ quá khứ và hiện tại vì chúng con vi phạm năm giới. Nên chúng con phải gánh chịu quả khổ đó. Quả khổ lại tạo ra nhân ác để mọi người xung quanh và thiên tai đã gieo cho chúng con theo quy luật nhân quả. Con giữ gìn năm giới của người cư sĩ và tu theo lời thầy dạy, không xét lỗi người mà phải xét lỗi mình. Hãy sửa lỗi mình, khi lỗi mình hết thì lỗi người cũng hết. Lúc đó con thương mình và mọi người xung quanh đã gieo nhân ác cho nhau, để rồi chính mình phải thọ nhận quả khổ đó. Hơn 2 năm quyết tâm tu tập, con phải bóc từng lớp vô minh trong màn vô minh dày đặc từ muôn đời muôn kiếp. Con tu tập đến đâu có kết quả giải thoát ngay liền đến đó, nên thành quả đã đến với con. Tâm con đã chuyển từ địa ngục sang thiên đàng, cuộc sống an vui, hạnh phúc, bệnh tật được đẩy lùi. Chúng con biết và tu theo chánh pháp là một hạnh phúc vô cùng, không gì sánh nổi. Từng lời giảng, từng trang sách của thầy là chánh pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, và là món quà vô giá với tất cả những người sống trên hành tinh này. Chúng con, những Phật tử đang tu theo chánh pháp, chúng con luôn luôn ước nguyện rằng có nhiều người trên hành tinh này
hiểu được giá trị của đạo đức nhân bản nhân quả và tu theo chánh pháp, sống không làm khổ mình, không làm khổ người, không làm khổ chúng sinh, để môi trường sống trên hành tinh này ngày một thanh tịnh hơn, và tất cả mọi người đều có tình thương yêu trải rộng muôn phương, để con người không còn cảnh đời là bể khổ nữa. Và mỗi chúng con sẽ là một hạt giống tốt tu hành trên đất trơn như đầy thiện, đầy từ trường thiện pháp này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Trưởng Lão Thích Thông Đạt, con của thầy Thích Nữ Quyên Giác. Xin cảm ơn cư sĩ Quyên Giác